để con đi kiểm tra sức khỏe thì nhá. Hello everyone. Thì sau khi mình nhận nuôi bảy khỉ này thì giờ mình sẽ đi tới trung tâm y tế gần nhà để mà kiểm tra sức khỏe cho bé nha. Tại vì là mình cũng không biết là bé có bị gì không, nhưng mà nghe chủ của nó nói là không ăn không uống nha, và đang rất là gầy. Mình không biết là có bị dung bị sáng gì không nữa, thì hôm nay mình mang tới đây để người ta kiểm tra trước. Sau khi về nhà thì mình cũng đã thay áo quần và để cho anh Tùng là nhờ anh Tùng là chăm sóc Roxy và Rocky nha. Mình đưa một mình bé tới đây để có thể là tiền chăm sóc cho bé. Bây giờ thì vào kiểm tra sức khỏe cho bé thôi nha mọi người. Mình nghe nói là bé hiện nay là không chịu uống sữa nha, thì mình sẽ thử cho bé uống sữa. Trong lúc chờ đợi thì mình sẽ cho bé uống sữa thử nha mọi người. Cho uống sữa đi. Uống sữa. Sữa có đau không? Bé không chịu ăn gì uống gì hết mọi người ơi. Uống sữa đi. Uống sữa này, uống sữa. Uống nằm này. Uống sữa, sữa có đói. Bé bây giờ như kiểu là bị trầm cảm tự kỷ vậy mọi người. Khuôn mặt rất là buồn, không chịu ăn, không chịu uống luôn. Bà cầm cho bà cầm bốt đi. Dạ, uống 10 ngàn không? Tôi không hỏi lại. Không chịu uống rượu đây mọi người. Uống rượu được không? Sao đây, uống rượu sao mà lượng được? Sườn đấy. Không uống sữa sáng mà lượng được con, mà mập được, mà khỏe được. Không một tí đấy. Con hàm miệng đã uống thì uống một tí. Uống sữa mẹ đấy. Con uống thì uống một tí đấy. Bác sĩ đâu chứ bác sĩ? Lấy gì? Con, không biết. Thế nào? Bạn không chịu uống này mọi người. Sao vậy? Mình không biết là bé có ăn trái cây không nha. Thì tí sau khi mà đưa kiểm tra sức khỏe của bé xong thì mình sẽ ghé chợ và mua cho bé một ít trái cây và tập cho bé ăn thử nha. Sữa là bé không uống rồi đấy mọi người. Bé con nhỏ mà không uống sữa thì mình không biết là bé có phát triển được không nữa. Mình đang rất là lo nha. Nhìn bé rất là gầy nha mọi người. Đây mọi người cũng nhìn thấy là những cái lọn xuống đang lôi ra luôn nha. Đang rất là gầy luôn. Khuôn mặt rất là gầy. Con sữa đi chứ, phải ăn trái cây chứ. À giờ em muốn kiểm tra sức khỏe cho bé. Tại vì bé là được người ta nuôi
nhưng mà em thấy cũng không sạch sẽ và không vệ sinh lắm á. Em mời những đứa bạn này, giờ em muốn kiểm tra sức khỏe cho bạn để có thể bạn có bị gì không á. Em mời em về. Dạ em mời em về. Ăn uống gì không anh? Dạ sữa là nó không uống gì. Dạ. Ăn thì sao ạ? Ăn thì nó vì khi mà em mang về làm đến tại đấy luôn em vẫn chơi chơi cho ăn cơm thì nó có ăn nhưng mà trái cây thì không biết nó có ăn không. Sữa thì em đưa mãi ơi nó đang còn dư gì chị cẩn thận. Cho em đo nhiệt độ. Chị đo nhiệt độ. À thôi. Hai bộ đây, bộ đây. Bây giờ thì sẽ đo nhiệt độ được cho bé nha mọi người. Ồ. Bé có vẻ đang rất là đói nha mà không chịu uống sữa. Bé này vẫn kiểu bị trầm cảm, mặt cũng buông mệt tí hả? Hay là bị hoảng sợ á? Chắc là sợ quá. Nhất nhất à. Tại nó nhạt lắm. Lần đầu tiên thầy kỳ có mà không chịu uống sữa luôn đấy. Bữa đây, con ngon nè. Thực sự đó nhiệt độ cho con mà, ngon là để con cắn đấy, cắn em mấy phát rồi. Nó thôi, bữa đây. Bao nhiêu độ bác sĩ? 34.6 á. Là đang rất là lành đó. Nhiệt độ của bé là 34.6 nha mọi người, rất là thấp. Có lẽ là bé đang rất là lành nhá. Bộ thương bộ thương nha. Bộ ôm con. Dạ. Nhắn có đèn sưởi không ạ? Dạ không. Hay là giờ mình cho xuống nó 5 đèn sưởi một tí được nha chị. Dạ cho nó 5 đèn sưởi. Bây giờ thì xuống cho nó 5 đèn sưởi để cho nhiệt độ có thể là tăng lên nha mọi người. Cho đám anh ấy được không chị? Tại sợ nó bò đám sợ nó bò trong kia sợ thầy chó nó sợ như nữa. Chị bò lại đây giúp em. Đó chị cầm đó đó, chị cầm đó con chị bò đây. Bây giờ thì bắt đầu là cho bé khỉ con này vào đấy để bắt đầu sưởi ấm nha mọi người. Con vào đây nha, vào đây một tí. Vào đây để sưởi ấm nào, vào đây. Con đang lạnh mà, con đỏ để sưởi ấm đi. Sao? Bé đang hoảng sợ đấy mọi người. Không biết khi bảy thì bé là bị sốc tâm lý hay không nhưng mà giờ nhìn bé rất là hoảng sợ nha. Tay chân rất là run luôn. Con tới đây này, con tới đây sửa ấm đây này, đây này. Con ngồi đó nha, ngồi đó bộ đi mua trái cây nha. Bé đang rất là đói bụng này mọi người. Nhưng mà bé không chịu uống sữa. Bây giờ thì mình sẽ để cho bé đây đi. Giờ thì mình sẽ để bé tại đây để sữa. Và mình sẽ đi kiếm cho bé một ít trái cây xem được bé quán không nha mọi người. Ngồi đó nha, ngồi đó đợi bố nha. Sữa cho ấm nha. Oh!
mình mới đi mua về cho bạn một ít chuối đấy mọi người. Bỏ lên chuối cho con ăn nha. Con ăn đi, ăn đi, con đói, nhanh đi. Rồi, 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 con rồi. Bà cũng không ăn chuối luôn đấy mọi người. Con không biết bà bị sao luôn á. Con ăn ít chuối đi. Con trai này, con ăn ít chuối, con đói, nhanh lên. Ăn ít chuối, nhanh lên. Ngoan nào, con ngoan nào. Con ăn ít chuối đi. Con trai ơi bé không chịu ăn luôn đấy mọi người. Sữa không uống, trái cái cũng không ăn. Con không ăn à? Không ăn sao mà mập được, sao không ăn sao mà khỏe được. Đấy. Lại đi bộ. À, không chịu ăn gì cả. Mình sẽ mua cho bạn một cái bóng như thế này để bạn tập chơi nha. Nhìn bé rất là buông và đang rất kiểu tự kỷ này mọi người. Con chơi đấy, chơi cho vui. Con tập chơi đấy, tập chơi bóng này, nè, 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 chơi nè, chơi đây, 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 đây. Cái bọn này bọn lắng.
Không quẩn như vậy thì làm sao mà sợ được à? Để chắc phải về tập nhiều mới được. Tập cho bé ăn, bé uống nhiều mới được. Cũng mua đủ loại trái cây rồi thử rồi nó cũng ăn lại đó. Em mới mua chuỗi thôi, tại vì bé này mới dạy chủ. Mới chủ về nên em mừng chưa tập cho bé ăn nhiều. Chưa đi, chưa. Dạ, để đợt này về sau khi mà cảm xong cái khỏe thì em về em sẽ tập cái này. Em như vậy sẵn. Các bạn có đi mặt buông hay không? Các bạn hả? Ở nhà còn tới nhà cho vui. Dạ. 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 Con ơi, đây bố nào, đủ thời gian rồi à. Sau khi được sưởi ấm thì cơ thể bé đang rất là ấm nha mọi người. Bây giờ thì sẽ mang bé ra để đó là nhiệt kế nha, nhiệt độ nha. Đây bố, đây bố. Đó là nhiệt kế giúp em bởi tại mẹ mới 5 lâu sưởi sống à. Đây là bác sĩ trưởng đây mọi người, bác sĩ trưởng của trung tâm thú y này. Đó là nhiệt độ là 34,6. Dạ. Dạ. Ở nhà mình có đèn chủ hay gì cho bé không anh không? Chắc là phải ôm nó được ngay quá. Ôm như vậy là nó vẫn được, có thể nó được hết. Nhỏ quá, có khi là đang được mổ nó ảnh nhiều á. Thương như cũng đất à. Thương như cũng đất à. Được ăn ít thôi. Không ăn luôn á. Sữa không ăn, trái cây không ăn, hầu như là không ăn luôn. Cơm thì có ăn một ít. Bé ăn cơm nhỏ như vậy, ăn cơm có bị gì không ta? Có dạ, ảnh hưởng gì không? Dạ. Thích ăn cơm bình thường. Ba sáu độ ba là có tăng à? Dạ, có lên rồi đó, có lên độ rồi đó. Là ổn mấy người? Ổn rồi. Từ từ nó lên tới cái nhiệt độ bình thường của nó đó. Thì sau khi cho bé 5 lô sữa thì bác sĩ có đó là nhiệt độ thì nhiệt độ là 36,3 nha mọi người. Thì giờ em muốn sau khi đo nhiệt độ thì em muốn kiểm tra thêm nhiều cái khác để xem từ bé là tình hình của bé như thế nào. Dạ. Yeah. Ở đây thì trên đây thì máy móc rồi cơ sở vật chất nó không đầy đủ á. Yeah. Nên là anh xuống dưới cơ sở 1 ở dưới cách đây 60 cây. Dạ. Dạ là khám tổng quát cho bé nó sẽ đầy đủ hơn nha. Dạ. Yeah. Dạ. Ở đây thì bọn em chỉ khám lâm sàng rồi thôi. Dạ. Rồi bây giờ kia giờ kia lại có thể sẽ à đúng rồi vừa vừa trước còn đem mang bẻ kỹ rốc kỹ xuống rồi mà. Dạ. Vậy thôi về nhà nha, về nhà bố cho tập ăn được cái uống sữa thử rồi nha. Nếu không ổn thì mai bố đưa con về dịch kia để xét nghiệm nha.
đi khám tổng quát nha. Bóng của con này nhìn như cũng đất à, không chơi luôn, không chơi, không ăn, không uống gì cả, nó bị cực kỳ á. Bạn cũng được lắm, thì mà bạn không được lắm đó, bạn không được quá. Lần đầu tiên thấy thì mà không được bạn luôn. Ở nhà là anh còn một bé nữa mà vợ. Dạ, ở nhà có thêm một bé Rocky, với một bé Rossi nữa. Dạ. Cho bé tiếp xúc chơi nhiều với mấy bé kia cho nó hòa đồng, cho nó quen dần với môi trường. Dạ. Thì bé mới giải cứu từ rừng về rồi xa mẹ stress đồ anh. Dạ. Nó nghĩ là nó vẫn còn sợ hãi á, chứ người lạ nó sợ hãi, lúc về là nó cần em, giờ bây giờ nó vẫn cần em. Nhưng mà em ôm như vậy thì nó là cũng cần được. Dạ, có lẽ bây giờ thì mình xin dừng clip ở đây nha. Hôm nay thì mình đã mang bé tới đây để đo nhiệt độ và kiểm tra sức khỏe. Thì đây là cơ sở 2 của trung tâm y tế. Cũng có những cái trang thiết bị để mà đo tổng khám nghiệm tổng quát cho bé. Thì có lẽ bây giờ mình sẽ mang bé về nhà tập cho bé uống sữa và ăn trái cây. Nếu mà không ổn thì sáng mai mình sẽ đưa bé xuống trung tâm y tế là cách 60 cây, là cơ sở chính của trung tâm y tế này, để kiểm tra cho nó cụ thể hơn nha mọi người. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem clip của Tỉnh và Rosie and Rocky nha. Bye bye mọi người nha. Bye bye. Nhìn mặt hiền khô à. Nhưng mà thấy cái bọng mắt của nó to hơn bình thường so với những con khác. Chắc nổ bọng mắt. Ừ. Em thấy cái mắt của nó ở dưới là nó sưng lên sao á. Đôi lúc nó cả những ngày vừa qua là nó cũng đang ngủ. Nó ngủ luôn không anh? Nó vẫn ngủ. Mà cùng mắt to như vậy đó nó sẽ biểu hiện của bên của mình. Dạ, em sợ nó ngủ thiếu ngủ á, nó hẳn là nó sợ nó thiếu ngủ nên thấy cái bọng mắt của nó hơi to. Dạ, để tối về em bắt con ngủ xem thử. Dạ. Dạ. Em cảm ơn bác sĩ nha. Dạ. Thì giờ là máy bác sĩ có trong tâm y tế dễ kiếm không? Dạ có ạ. Bye bye máy ném xuống nhá. Dạ. Có gì nha bác sĩ trải nghiệm cho nó cụ thể. Dạ. Em cảm ơn bác sĩ nha. Dạ. Bye bye mọi người, goodbye everyone. Thank you everyone.